Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 bài 17, trang 164-166. Hoạt động ngữ văn, làm thơ 7 chữ. Một La Mã chuẩn bị ở nhà, một giỏ, khái niệm và phạm vi luyện tập. Thơ 7 chữ là hình thức thơ lấy câu thơ 7 chữ tiếng, làm đơn vị nhịp điệu, bao gồm thơ 7 chữ cổ thể, thơ đường luật 8 câu 7 chữ và 4 câu 7 chữ tứ tuyệt. Thơ hiện đại nhiều khổ với câu thơ 7 chữ. Phạm vi luyện tập ở đây là thơ 4 câu 7 chữ, tứ tuyệt hay một khổ 4 câu làm thành theo đúng luật thơ đường trong các thể thơ khác. Giới hạn ở cách ngắt nhịp, gieo đúng vần, đúng luật bằng trắc giữa các câu. Tiếp theo là hai nhỏ xem lại bài thuyết minh thể thơ đã học bài 15. Ba nhỏ đọc kỹ các bài và khổ thơ sau, nhận xét về số câu, số chữ, cách ngắt nhịp, gieo vần và phần nào lực bằng trắc trong câu. Về bố cục, nhìn chung trong một bài thơ 4 câu 7 chữ hoàn chỉnh, hai câu đầu thường tả sự vật, sự việc, câu thứ ba chuyển mạch, câu thứ tư biểu thị tư tưởng. Một câu thơ 4 câu 7 chữ trong bài thơ nhiều khổ thì không nhất thiết theo bố cục trên. A. Bánh trôi nước. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Trắng nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hồ Xuân Hương. B. Đi, bạn ơi đi, sóng đủ đầy, sóng trào sinh lực bốc men say, sóng tung gió, sóng gió thanh cao mới, sóng mạnh dù trong một phút giây, Tố Hữu đi. C. Bà tôi ở một túp liều tre, có một hàng cau chạy trước hè, một mảnh vườn bên rào dậu nứa, xuân về hoa cải nở vàng hoe. Anh thơ Tết quê bà. Như vậy ở đây số câu số chữ đó là 4 câu, mỗi câu 7 chữ. Thì các bài thơ này số câu số chữ là 4 câu, mỗi câu 7 chữ. Cách ngắt nhịp là 4-3 phổ biến. Gieo vần, vần chân ở cuối các câu 1-2-4. Luật bằng trắc khởi đầu tiếng thứ hai của câu 1 là vần bằng. Rồi tiếp theo. 4. Sưu tầm một số bài thơ 7 chữ chép vào vở bài tập. Ví dụ ở đây như là Cảnh khuya của Hồ Chí Minh, Trầm sáng hiên của Hồ Chí Minh, Bạn đến chơi nhà Nguyễn Khuyến, Muốn làm thằng cuội tảng đà. Tiếp theo là câu số 5. Tập làm một bài thơ 4 câu 7 chữ đề tự chọn. Lưu ý không được chép bài có sẵn của người khác. Thì cái câu số 5 này các em sẽ tự làm một bài thơ 4 câu 7 chữ để các em tự chọn, nhưng mà các em sẽ không được chép bài có sẵn của người khác. Tiếp theo là hai La Mã hoạt động trên lớp. Một nhỏ nhận diện luật thơ. A. Hãy đọc, gạch nhịp và chỉ ra các tiếng gieo vần cũng như mối quan hệ bằng trắc của hai câu thơ kề nhau trong bài thơ sau. Chiều. Chiều hôm thằng bé cưỡi trâu về, nó ngẩng đầu lên hớn hở nghe. Tiếng sáo, diều cao vời vội rộn, vòm trời trong vắt ánh pha lê. Đoàn Văn Cừ. B. Bài thơ sau của Đoàn Văn Cừ đã bị chép sai. Hãy chỉ ra chỗ sai, nói lý do và thử tìm cách sửa lại cho đúng. Tối. Trong túp liều tranh cánh lép che, ngọn đèn mờ tỏ ánh xanh xanh, tiếng chài nhịp một trong đêm vắng, như bước thời gian đến quãng khuya. Như vậy đầu tiên ở câu A các em sẽ là gạch nhịp và chỉ ra
tiếng reo vần. Thì các em sẽ gạch nhịp ở đây. Chiều hôm thằng bé cưỡi trâu về, nó ngẩng đầu lên hớn hở nghe tiếng sáo diều cao vòi vọi rót, vòm trời trong vắt ánh pha lê. Thì ở đây nó có luật bằng trắc. Đói ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 1, 2, 3, 4. Nêm ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 2, 3. Tiếp theo câu B là sửa bài thơ chép sai. Thì ở đây các em sẽ sửa như sau. Số câu, số chữ thì đúng. Bỏ dấu phẩy ở câu thứ 2 để ngắt nhịp 4, 3. Tức là các em sẽ bỏ dấu phẩy ở câu thứ 2. Ở đây bỏ dấu phẩy và để ngắt nhịp 4-3. Gieo vần 1-2-4 nên phải sửa xanh xanh thành xanh lè. Như xanh xanh ở đây các em sẽ sửa lại xanh lè. Rồi tiếp theo là câu 2 nhỏ tập làm thơ. A hãy làm tiếp hai câu cuối theo ý mình trong bài thơ của Tú Xương mà người biên soạn đã giấu đi. Tôi thấy người ta có bảo rằng thằng cuội ở cung trăng. Thì các em sẽ làm tiếp hai câu cuối, có thể các em sẽ làm như sau. Tôi thấy người ta có bảo rằng thằng cuội ở cung trăng, một mình gốc đa trong với ngóng, hướng xuống dương gian vẫn khóc thầm. Rồi tiếp theo, làm tiếp theo bài thơ gian dở dưới đây cho trọn vẹn theo ý của mình. Vui sao ngày đã chuyển sang hè, phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve. Vui sao ngày đã chuyển sang hè, phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve. Bằng lăng tím thắm tay mùa hạ, chuyến xe nào ngóng đợi hàng me. Rồi tiếp theo câu C là một số học sinh đọc bài thơ 4 câu 7 chữ đã làm ở nhà để cả lớp bình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liên để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.